OK, Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau ở trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 phần chính như sau. Phần thứ nhất, Hùng Lê cùng với anh chị chúng ta sẽ đi điểm qua danh mục một số các cái mã cổ phiếu rất là căn bản từ nhóm trụ, nhóm thép, nhóm dầu khí. <laughs> sau đó chúng ta sẽ đi phân tích nhóm xây lắp bất, nhóm xây lắp bất động sản, nhóm đầu tư công. Uh, sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán và còn thời gian thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái nhóm ngành phụ ví dụ như nhóm ngành cao su uh, nhóm ngành uh, thủy sản cao su và thủy sản ở trong thời điểm hiện tại uh, và tất cả những cái mã cổ phiếu nào các anh chị em quan tâm mà chưa được hùng đề cập ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể vui lòng comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần thì chúng Lê sẽ dành thời gian để À, trả lời các cái câu hỏi của anh chị ở trong những cái góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất à, để cho anh chị có thêm những cái thông tin tham khảo trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư à, thì như anh chị em của chúng ta cũng biết rằng ở trong cái thời điểm hiện tại thì thị trường chứng khoán mỹ à, nó đã có những cái tác động rất là tiêu cực lên chứng khoán toàn cầu chứng khoán châu á và bản thân à, thị trường chứng khoán việt nam thì cũng sẽ nằm ở trong cái guồng quay đó trong cái quay đó chính vì vậy nên là trong cái giai đoạn hiện tại thì theo quan điểm của thuật cùng lê đó là chứng khoán việt sẽ cố gắng uh, duy trì cái điểm số để nó không giảm quá sâu và giảm quá sốc ở trong cái thời gian hiện tại uh, và sau cái giai đoạn tích lũy nó chờ thêm uh, nó vẫn nghe ngóng nó vẫn chờ thêm cái xu hướng của thị trường chứng khoán mỹ thì đường chứng khoán thế giới uh, để rồi từ đó uh, nhà đầu tư nhà tạo lập thì khi đó mới có những cái cơ hội để người ta mới tạo lập về lại về thị trường, tạo lập về lại về cổ, cổ phiếu Và anh chị em cũng thấy rằng là trong cái tuần vừa qua thì dòng tiền ở trên thị trường lại bắt đầu bị rơi lại Và bắt đầu ở những cái mức thanh khoản khá là thấp à, Sau những cái tuần trước đó thì thanh khoản của thị trường đã có những thời điểm đạt lên từ 15 đến 17 nghìn tỷ trên một phiên à, Nhưng đến thời điểm hiện tại trong tuần vừa qua thì nó lại sấp xỉ rơi về khoảng quanh vùng 10 đến khoảng 12 tỷ Ờ, như vậy thì cái dòng tiền nó chưa thực sự sẵn sàng nhập cuộc chính vậy nên là thị trường của chúng ta đánh rất là khó chịu ở trong tuần vừa qua đó và cái tuần mới thì theo quan điểm của mình thì khả năng nó cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn các anh chị khá nhiều khó khăn ờ, ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích um, danh mục uh, các cái mã cổ phiếu trước và sau đó thì chúng ta sẽ nói đến thị trường chung đó và sẽ có một vài phân tích dự báo các xu hướng thị trường trong tuần mới thì uh, đối với VIX Ờ uh, trong cái thời gian vừa qua chúng ta có nói ở cái biên 6364 trong tuần vừa qua thì nó đi ở trong cái biên này khá là sát. Uh, kết tuần thì nó cũng nằm ở sát vùng 62.5 và có những điểm quanh vùng 62 như vậy thì có khả năng là tuần tới thì uh, VIX sẽ có những cái điểm mà test lại cái vùng 62 một lần nữa trước khi mà nó có một nhịp hồi phục ở đây. Uh, Vinhome, uh, Vinhome thì ở đây các anh chị cũng nhìn thấy đây đúng không? Chúng ta có phân tích một vùng hỗ trợ kỹ thuật là 59, vùng kháng cự của nó là 61.3 đến 61.5 thì trong tuần này nó đã hai lần về đến cái vùng kháng cự này và nó diện nó chưa thể vượt thoát được nên nó lại quay lại gì quay lại tích lũy vùng nền ờ, tích lũy vùng nền ở đây thì chúng ta có vùng 59 đến khoảng vùng 60 vre thì trong tuần vừa qua đánh khá là tốt ờ, đánh khá là tốt khi mà nó có hai cây nến ờ, cái nến thứ nhất là kéo này sau đó nó quay về test ở quanh vùng 28 tương đối là ổn và cây nến kết tuần thì nó kéo về lên đến gần suýt sát vùng 29 chấm 28 29.9 đến khoảng vùng 30 thì ở đây các anh chị nếu mà chúng ta đang cầm cổ phiếu này thì chúng ta lưu tâm đến cái vùng 30 đến vùng 31 là kháng cự ngắn à, bò sữa của chúng ta Vinamilk à, thì đối với Vinamilk ở trong cái nhịp sóng ở từ cái vùng 65 66 đây thì chúng ta bắt đầu phân tích một nhịp sóng tăng và nhịp sóng tăng đó thì đã đưa được lên target vùng 78 và sau cái đạt cái target ở vùng 78 đó thì Vinamilk đang có những nhịp chỉnh cung và À, về mặt kỹ thuật ở trong tuần vừa qua thì chúng ta có dự báo cái điểm mà Vinamilk à, quay à, tích lũy ở quanh vùng 75.5 và có nói đến cái điểm 78 ở đây đúng không anh chị? bởi vì sao? bởi vì cái điểm 78 này khi bên này nó là kháng cự thì bên này nó trở thành một cái hỗ trợ rất là quan trọng và phiên ngày hôm nay thì nó tụt về 78 và sau đó thì nó kéo lên à, trên góc độ kỹ thuật thì hùng có phân tích cái yếu tố về dòng tiền ở đây anh chị đúng không? À, sau một cái giai đoạn nó chỉnh cung thì lực cầu đã rơi về rất thấp và phiên ngày hôm nay là một phiên mà lực cầu đã bắt đầu có những cái tín hiệu đẩy lên đấy là một tín hiệu cực kỳ tốt của Vinamilk à, tuần tới nó có thể trả cung lại quanh vùng 75.375.5 các anh chị lưu ý như vậy các cái vùng chỉ cung ở đây và à, nó chỉnh cung rất là nhẹ nhàng và lực cầu tiếp tục được đẩy vào khoảng tầm độ 3 4 triệu cổ phiếu trên một phiên thì như vậy là cái kịch bản để Vinamilk đánh vượt đỉnh đó đánh vượt đỉnh để mở lại một cái trang kỹ thuật sau một cái giai đoạn mà Vinamilk đã rơi rất là gọi là sầu thảm đúng không anh chị đó, rất là sâu thảm ở đây. Nó rơi từ vùng 110 và nó rơi về tận vùng 65. Như vậy là nó cũng mất khoảng tầm 50% về thị giá và từ cái vùng từ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 65, 64, 65 này thì chúng ta bắt đầu phân tích một sóng lên và sóng lên này thì đã đạt được cái target 1 ở quanh vùng 78. tám à, ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên đó à, à, chờ cái tín hiệu kỹ thuật ở tuần tới các anh chị lưu ý nhá sau đó thì chúng ta sẽ ngắm lên ở vùng 80 đến khoảng vùng 81 đó và sau khi mà nó break được cái vùng 81 thì khi đó chúng ta sẽ ngắm tiếp cái target tiếp theo. JVC à, GVC thì gần như là cũng VGC. Xin lỗi cả nhà. Ờ à, Vietjet thì gần như nó cũng không có quá nhiều các cái yếu tố đột biến ở trong tuần vừa qua, nhìn chung thì nó ở cái trạng thái chỉnh cung đó các anh chị và ở trong tuần vừa qua thì mình có nói về quanh vùng 116 các anh chị nhìn thấy đây ba cây nến nó nhì nhằng ở quanh vùng 116 đúng không ạ? Ờ, tuy nhiên sang tuần sau thì khả năng cao là nó sẽ có những cái điểm quay trở lại test lại cái mút ở dưới này, tức là khoảng quanh vùng 114.5 đến khoảng vùng lăm. FKG trong tuần vừa qua thì chủ đạo là xu hướng tích lũy đi ngang và nó chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến dòng tiền tiếp tục nằm ở ngưỡng thấp nên là cái khả năng kéo tiếp là chưa có. <laughs> Ngắn hạn thì hùng vẫn tiếp tục uh, quan sát cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó quanh vùng 18.5 Các anh chị ở vùng đó sẽ là những cái vùng mà chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu tích lũy thành công Và có thể có những cái nhịp kéo tiếp theo uh, Cổ phiếu Mansan MSN <laughs> Thì đối với Mansan là cái nhịp uh, kéo trước đây là nhịp nhịp kéo này này Nhịp kéo từ vùng 105 và nó kéo về được khoảng quanh vùng 115 à Nhịp kéo này khá là tốt ở trong tuần vừa qua thì Man san đã không tiếp tục được cái đà tăng và nó quay về cái điểm chỉnh cung và nó lại chỉnh lại về cái mũ ở bên này và phiên ngày hôm nay thì nó chạm cái điểm ở quanh vùng 110 và nó rút chân lên. Ở cái điểm rút chân này với một cái lực cầu thì cũng bắt tương đối là tốt. Ở tuy nhiên sau cái lực bắt này thì khả năng là Man San sẽ còn quay trở lại ở khoảng quanh vùng 111 à, uh, BVH thì cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến uh, đối với BVH các anh chị cứ ngắm hùng ở vùng 55.5 đến vùng 56 là vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị nhá và vùng kháng cự ở đây thì cũng đã có phân tích rồi vùng 59.5 đến vùng 60 và chúng ta có hai target chốt cực kỳ đẹp ở đây và chúng ta cũng có hai cái điểm mua cực kỳ đẹp ở đây vậy thì đến cái lần thứ ba thì nó như thế nào đó thì chúng ta cứ lựa lựa đó, lựa lựa để chúng ta gom À, lừa lợi chúng ta gom và chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu ví dụ như là có những cái phiên mà lực cầu nó quay trở lại ở tầm độ 3 triệu cổ phiếu đi đó thì khi đó thì chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ mua thêm đó không ai biết được đỉnh và cũng không ai biết được đáy à, chỉ có những cái phân tích kỹ thuật để giúp cho chúng ta dự báo được cái gì các anh chị dự báo được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu và vùng kháng cự của cổ phiếu và từ cái vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ chủ động để chúng ta canh gom và vùng kháng cự thì chúng ta sẽ chủ động để chúng ta canh chốt bớt. Ok. Quan điểm kỹ thuật như vậy có cho các anh chị chúng ta dễ dàng nắm được và chúng ta không có những cái tranh luận sâu hơn. Ok. đối với PNG thì đây rồi, đúng không ạ? Vùng 110 112 và có nói đến là cái biên trung bình 111. <laughs> Nó có kháng cự 115. phía ngày hôm nay chạm kháng cự nhưng mà không break được sau đó kháng cự 118 với một cái lực cầu như hiện tại thì các anh chị ở về đến vùng hỗ trợ thì các anh chị có thể canh gom và về đến những vùng kháng cự này thì chúng ta tạm thời chúng ta chốt ngắn ví dụ chúng ta chốt đi khoảng 50% vị thế đấy là một cách đúng không? M với đúc g ở đây mở với đúc g thì cũng đã phân tích một sóng lên ở đây đó sóng lên ở đây ok và target thì cũng tương đối rồi đó target 70 này rồi 74 này đó và Bây giờ thì chúng ta đang có một cái cơ hội để chúng ta ngắm lên cái vùng kháng cự nó xa xa hơn ở đây Đó là vùng 79 đến khoảng vùng 80 đúng không các anh chị Đó đây là vùng kháng cự rất là mạnh này Thì để lên cái vùng kháng cự đó thì chúng ta sẽ ngắm cái gì Thứ nhất là chúng ta sẽ ngắm cái vùng hỗ trợ 71 ở đây Thì trong cái tuần mà giao dịch cũ đúng không Có nói đến đây và cái vùng 71 này tích lũy thành công thì nó lại đẩy tiếp một phát lên 76 Và cái cây đến kết tuần thì nó hơi xấu đúng không các anh chị và cái xu hướng này thì tuần tới như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát lại cái hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 71 đến khoảng vùng 71.5 um, G, G cũng là một cái trụ khá là quan trọng thì trong buổi kết tuần ngày hôm nay thì G cũng có một cái sự chỉ giảm uh, Nhưng ngắn hạn thì G vẫn đang giữ được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 83 và vẫn ngắm lên cái nhịp này nó sẽ ngắm lên khoảng 90 đến khoảng 93 đối với G OK, chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm cổ phiếu ngành thép. thì đối với ngành thép các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ theo dõi thêm cái giá thép của thế giới. trong cái thời điểm hiện tại thì sau khi mà cái giá thép thế giới đã bị rơi rất là mạnh thì nó đã có một cái nhịp phục hồi và sau nhịp phục hồi đó thì nó lại bước vào một cái nhịp chỉnh cung, test nền. đó và khi nào nói chung là nhóm thép sẽ tăng được cho đến khi nào mà giá thép thế giới bắt đầu có cái tín hiệu phục hồi và nó bắt đầu xây một cái trang kỹ thuật đi lên thì khi đó thì khả năng là nhóm thép cũng sẽ bắt đầu đi lên. Còn trong những cái thời điểm hiện tại thì như Hùng đã có phân tích cho các anh chị rất là dài cái uh, xu hướng, cái chiều hướng, cái thiên hướng của nhóm thép đó là gì? Nó sẽ có một cái vùng biên hỗ trợ để các anh chị gom và có một cái vùng kháng cự ngắn nếu như ai mà uh, lướt lát thì có thể vùng kháng cự đó các anh chị chốt và về vùng hỗ trợ thì chúng ta lại canh mua. Ok. Thì đối với Hòa Phát ở đây các anh chị có thể nhìn thấy đây đúng không ạ? Đó là vùng 2 2 26 đến 23 vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng kháng cự một của nó là vùng 24 và vùng kháng cự hai của nó là vùng 24.7 ở đây thì tạm thời đấy sẽ là những cái vùng kháng cự à, với xu hướng hiện tại như thế này thì tuần tới Hòa Phát sẽ có những cái điểm kiểm tra lại cung cầu vùng 2.5 đến vùng 23 ở Hoa Sen HSG ở Hoa Sen thì ở đây các anh chị cũng hoàn toàn nhìn thấy Hoa Sen là trong tuần vừa qua Hoa Sen chia và sau chia thì cũng đã phải vẽ lại cái chạc và chúng ta sẽ à, nói những cái câu chuyện sau chia đúng không anh chị và trước chia thì đây những cái chạc này là nó bị hỏng hết rồi này đó thì uh, sau một cái lần chia thì chúng ta phải xóa uh, phải vẽ lại đó phải vẽ lại và xây lại cái 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 biểu đồ chạc của chúng ta thì ở trong thời điểm hiện tại thì hoa sen cũng đang ở uh, một cái hành trình tích lũy đi ngang tương đối dài đó sau khi mà nó tích lũy cấp một ở dưới này thì nó tiếp tục tích lũy ở bậc hai thì cái bậc hai này nó có cái vùng kháng cự uh, rất là quan trọng ở đây là vùng 18.7 mà anh chưa thể vượt qua được đúng không đó Uh, nhưng đồng thời thì Hoa Sen nó cũng có một cái uh, cái tạo lập khá là quan trọng ở đây đó là vùng 168 đến vùng 173. Tức là cứ khi về đến vùng 168 thì lực cầu lại đẩy đẩy lên. Như vậy thì tuần tới chúng ta tiếp tục kiểm tra ở vùng 168. Rồi sau đó thì chúng ta mới có những cái uh, sự tính toán tiếp theo. Ok các anh chị nhá. À uh, rồi, uh, tiếp theo ở đây chúng ta sẽ đi phân tích tiếp mã cổ phiếu Nam Kim. Thì uh, trong cái thời điểm hiện tại thì uh, trên cái quan điểm kỹ thuật cùng thì ông đánh giá rằng là nam kim nó có những cái tín hiệu uh, cung cầu khá là tốt và cái khả năng để mà nam kim bứt phá uh, vượt thoát nền rất là cao đấy là cái đánh giá sơ bộ của ông là như vậy uh, còn trong tuần thì về mặt tín hiệu là phiên uh, thứ hai đến phiên thứ sáu thứ năm là rất tốt nhưng phiên thứ sáu thì lại họa lại hỏng đó tức là cái cây nến đóng cửa của ngày thứ sáu thì nó phá vỡ đi cái nỗ lực của bốn phiên giao dịch trước đó các anh chị nhá đó cái cái câu chuyện là như vậy vậy thì cổ phiếu của chúng ta nó luôn luôn biến động nó luôn luôn theo những cái xu hướng thị trường như vậy thì các anh chị chúng ta phải phải có những cái room phải có những cái góc nhìn và phải có những cái phân tích rất là kịp thời và thấu đáo để các anh chị nắm được cái xu hướng à, thì về mặt kỹ thuật như này thì Nam Kim nó đang bị suy yếu đi và chính vì cái sự suy yếu này nên là tuần tới bây giờ thì chúng ta sẽ rời cái anh chị chồng ấy cũng sẽ rời cái 22 à cái này là bao nhiêu 21.8 ok như vậy là tuần tới thì khả năng là nó sẽ đánh về nó sẽ kiểm tra lại cái hỗ trợ 22 và sâu hơn sẽ là biên 21.3 đến khoảng biên 218 8 à, xu hướng sẽ xây lại xây lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này à, rồi cổ phiếu vgs vgs hôm nay không soi vgs không biết như nào Ôi giờ cũng tương đối là xả tương đối là mạnh đó các anh chị đó À, thì đối với VGS á, thì cái câu chuyện mà chúng ta đang phân tích ở đây là gì vùng kháng cự 22 là anh chị nhìn thấy phiên ngày thứ hai à, sau đó tiếp theo là có đến uh, tóm lại là tất cả năm phiên giao dịch của tuần vừa qua thì uh, VGS đã không thể vượt thoát được vùng 22 và phiên kết tuần thì nó đóng đến uh, tương đối xấu tức là cái câu chuyện là sau khi mà không 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 bật được á, không bật nền được thì cái lực chốt nó sẽ đến rất là mạnh thì với cái lực chốt của phiên ngày thứ sáu như vậy á thì chúng ta sẽ tuần tới các anh chị có thể ngắm lại cái hỗ trợ 19 đồng lên à, tức là khả năng nó sẽ chỉnh cung về quanh vùng 19 rồi nó tích lũy tại đây và sau khi tích lũy xong thì nó lại tiếp tục công cái vùng gì ạ? công cái vùng kháng cự ở đây là vùng 22 cộng ở trong cái nhịp này thì về quan điểm kỹ thuật cùng lên là VGS có khả năng đi vào những cái sóng lớn tức là ít nhất target của to của của nó đánh lên nó phải tầm khoảng vùng 30 ít nhất là như vậy còn để đi lên được cái vùng 30 như vậy á, thì nó phải chỉnh cung rồi nó phải tích lũy nền đó, sau khi đạt 22 thì nó chỉnh về khoảng quanh vùng 19 là hợp lý rồi từ vùng 19 nó đã tích lũy nó lại đánh lên khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26 rồi sau đó thì nó lại bắt đầu gì ạ nó lại bắt đầu chỉnh cung và nhịp thứ ba có thể nhịp thứ ba nhịp thứ tư gì đó thì nó mới lên đến tận vùng 20 ở à, vùng 30 chứ không phải là một một phát là nó kéo lên được như vậy đâu và cái quy trình vận động cái quy trình vận hành của cổ phiếu nó sẽ là như vậy Ờ, cổ phiếu TVN ở đây thì cũng nhìn chung thì tuần vừa qua nó đã có những cái nhịp chỉnh cung và theo như cái dự kiến của nó là vùng 8 đến vùng 8.2. Ờ, nhìn về ý đồ thì tuần tới nó có thể nó sẽ công lại vùng kháng cự 8.5 8.7 này và chúng ta sẽ đánh giá thêm. Ờ, TLH nhìn chung là khá đẹp cho đến phiên ngày thứ năm. Đó, phiên ngày thứ sáu thì nó bị phá vỡ hết cái cái đẹp đó đó tức là nó lấp lại như này nó phá hết cái đẹp đúng không anh chị đó thì tuần tới sẽ là có 10.5 và cái điểm sâu sâu hơn cái điểm sâu sâu hơn thì có thể là nó sẽ test lại nền đó, sẽ là test lại nền ở quanh 10.3 nói chung là nôm na là là chúng ta sẽ chờ đợi thêm cái cái nhịp test nền ở đây đó còn hiện tại thì dòng tiền về mặt lý thuyết là về mặt lý thuyết là dòng tiền của tạo lập thì cũng đang có khá khá tuy nhiên nó chưa mạnh đâu nó chưa mạnh nhưng mà nó đã xuất hiện những cái phiên mà dòng tiền lớn đã bắt đầu tham gia vào mã cổ phiếu TLH này rồi đó rồi một nhóm ngành tiếp theo cũng rất là quan trọng đó là nhóm ngành dầu khí và nhóm ngành gọi là những cái tức là Hùng phân tích ở đây đó là những cái mã cổ phiếu chúng ta hay gọi là cổ phiếu phổ thông đi đó, cổ phiếu phổ thông là gì tức là gần như anh chị em nào cũng biết đúng không và chúng ta thì nên nên nên, nên chọn những cái 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 dòng phổ thông như vậy thì nó sẽ rất là lành bởi vì ai cũng biết nên là cái cái thanh khoản của nó nó sẽ tốt hơn so với những mã cổ phiếu mà chỉ có một số người biết đó đúng không ạ à, thì đối với nhóm ngành dầu khí thì trong thời điểm hiện tại wti à, chúng ta nhìn qua xem wti wti thì vẫn chưa có một cái sức bật tốt mặc dù là gì mặc dù là các nước opec đã có những cái cam kết là giảm sản lượng à, ok các anh chị tức là chống lại mỹ đó giảm sản lượng và ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái lực cầu nhà cái lực cầu Cảm ơn là nó sẽ quay trở lại test Nhưng nhìn chung là nó đi được ở khoảng quanh vùng 80 Nó test 1 phần 2 ở đây tức là nó đi được khoảng quanh vùng 83.5 Nó đi khoảng quanh vùng 83.5 đến khoảng vùng 84.5 Là tạm ổn Và kỳ vọng là VKT có thể bật ở đây thì như vậy là xu hướng giá dầu sẽ tốt hơn À, còn đối với gas ở trong tuần vừa qua nhìn chung gas đang quay trở lại kiểm tra lại vùng 110 Và tuần tới thì khả năng nó tiếp tục sẽ kiểm tra lại ở đây Và sau đó uh, sẽ đánh giá thêm cái sự tích lũy chỉnh nền ở đây uh, PELIX thì tuần tới khả năng chúng ta sẽ tiếp tục uh, đánh giá cái xu hướng ở vùng 38.5 đến khoảng vùng 39 Tuần vừa qua thì PELIX đã uh, quay trở lại test ở vùng 39.5 <laughs> Và cái xu hướng vì cái đường MACD nó đang cắm đầu đi xuống Nên khả năng xu hướng trụ đạo của nó vẫn đang À, là những cái điểm chỉnh giảm và chỉnh cung, tích lũy nền à, Cổ phiếu PPS, ok, đối với PPS thì uh, trong tuần vừa qua PPS đã có một cái lực hồi và lực hồi này thì vô hình dung đã chạm lại vùng 28 đến vùng 28.3 đây là vùng kháng cự rất là mạnh và khi chạm vào cái lực hồi này thì cổ phiếu đã xuất hiện những cái lực chốt đây các anh chị, đây là những cái lực chốt như vậy thì tuần tới thì PPS sẽ ngắm lại uh, vùng hỗ trợ quanh vùng 26 uh, PVD hiện tại là đẹp xu hướng tuần qua là pvd rất là đẹp à, trong tuần thì chúng ta có dự báo là sau cái cây nến kéo lên này thì pvd có thể quay trở lại vùng 19.6 nhưng trên thực tế thì pvd rất là khỏe phiên ngày thứ hai là nó không có quay lại luôn và nó đánh luôn và hai cây nến cường lực ở đây các anh chị hai cây nến cường lực rất khỏe à, để đánh nó đánh vượt thoát vùng 22.4 tức là cái vùng kháng cự 2.4 này nó đã break qua vậy thì sau khi mà break qua thì pvd sẽ đi về đâu nhịp này pvd đánh trâu đấy À, vì sao? vì các anh chị nhìn thấy đây tức là cái 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 ạ cái dung độ cái dung lượng về cái dòng tiền nó bắt đầu được đẩy thêm và có thể tuần tới PVD nó sẽ có những cái phiên xuất hiện những cái phiên đánh khoảng trên 20 triệu cổ phiếu à, tức là nó đẩy lên một cái cao trào mới các anh chị và khi mà nó đẩy lên một cao trào mới này thì nó sẽ hút được cái dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân và hút được dòng tiền đầu tư cá nhân rồi thì khi đó lái nó bắt đầu nó gì ạ? nó bắt đầu phân phối hàng bởi vì sao? Bởi vì PVD chúng ta phân tích từ vùng 15 mà lên đến vùng 22 rồi. Đó, tức là chính thức là tuần này là PVD đã hoàn thành cái vùng target mục tiêu. Khi nó chạm vùng 2.4 là hoàn thành vùng vùng giá mục tiêu luôn. Đó và nó đang quay trở lại test này thì đây là một một cây nến test cực kỳ tuyệt vời ở vùng 22.4 và khả năng tuần tới nếu như thị trường có xấu thì nó vẫn tiếp tục có những cái điểm test lại vùng 2.4 và uh, về nhìn về xu hướng thì nó sẽ hướng về cản 26. PVD trâu các anh chị lưu ý. Ờ, cổ phiếu PVB cũng là một cái mã cổ phiếu mà được um, ông có phân tích uh, khuyến nghị đầu tư. Uh, thì đối với thời điểm hiện tại là PVB cũng đã uh, PVB cũng đã đạt được cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 10 uh, 19 anh chị, vùng 19. Ok. Uh, và sau khi nó đạt cái vùng kháng cự này á 19 20 đây này thì nó lại bắt đầu gì Nó bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung và nhịp chỉnh cung này thì uh, đối với thằng PVD các anh chị lưu ý là nó kéo rất rất dốc và khi nó xả nó xả cũng rất dốc Chính vì vậy nên là Chúng ta khi cổ phiếu đã chạy thì không nên đua và chúng ta chỉ nên cân cổ phiếu tại các vùng hỗ trợ kỹ thuật mà thôi Ok, lưu ý Rồi uh, OI OI thì hơi kém, Nhờ, tuần vừa qua OI hơi kém uh, Rồi uh, OI thì ở đây rồi, vùng kháng cự uh, rõ ràng ở đây rồi, chúng ta đã nói ở trong bản tin video số 142 Uh, còn về mặt uh, kỹ thuật thì bây giờ ai đang quay trở lại test cung như vậy trong tuần vừa qua nó đã test vùng 123 và nó đóng cửa đúng vùng 123 luôn mặc dù trong tuần thì đã có những có những cái cây nến gì các anh chị ở uh, thủng vùng 123 thì uh, trên góc độ kỹ thuật như vậy á thì chúng ta sẽ phải lấy thêm cả biên 12 tức là có thể tuần tới nó sẽ có cái độ rơ lắc về lại ở quanh vùng 12 và từ đây thì mới đánh giá cái kịch bản tích lũy uh, để đi lên <laughs> ở BSR trong thời điểm hiện tại tiếp tục ngâm cứu vùng hỗ trợ kỹ thuật 23 đến vùng 23.5 và vùng kháng cự thì chúng ta vẫn tiếp tục lấy ở vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. POVK ở trong tuần vừa qua dòng tiền đánh tương đối là tương, à, tương đối là tương tuy nhiên là cái cây nến kết tuần thì hơi dở hơi. tức là nếu như cây nến kết tuần mà nó đóng được ở trên khoảng vùng 14 5 cộng á, thì tuần sau cái con POVK này nó đánh sẽ rất là đẹp nhưng mà hơi hơi đuối một tí. tuy nhiên tất nhiên là cái đuối này thì nó cũng chưa thực sự là xấu hẳn đâu tức là nó vẫn còn lại ở những cái vùng tích lũy 14 đến khoảng vùng 14 3 và có thể tuần tới thì nó sẽ quay trở lại test cung ở lần này thêm một vài là một một đến hai phiên nó trước khi mà nó có thể uh, sơ sơ thì nhịp này khả năng POV cũng đánh tơi đấy ít nhất là chúng ta sẽ ngắm lại vùng 15 năm đó, uh, sau khi mà nó, ông ông bứt được uh, cái vùng 15 năm rồi á, uh, khi đó thì chúng ta sẽ tính toán thêm nhưng mà khả năng nhịp này về 15 năm là sáng. <laughs> ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang cái nhóm ngành bất động sản xây lắp đầu tư công. Thì trong tuần vừa qua thì nhìn chung cái nhóm ngành bất động sản cũng không có nhiều các yếu tố đột biến. Vì sao? Vì các anh chị biết rằng là đến thời điểm hiện tại thì các cái trái phiếu được huy động ở trong ngành bất động sản á là thanh tra nhà nước và Ờ, tất cả những cái sở ban ngành người ta đang vào uh, rất là quyết liệt cái cái thương vụ này. Ờ, bởi vì thường thường khi mà làm trái phiếu á, thì các ông là thường là huy động cho một cái việc A nhưng sau khi tiền của nhà đầu tư đổ về á thì cái việc A nó không được sử dụng hoặc là nó chỉ được sử dụng khoảng tầm độ 20 30% thôi. Còn 70 đến 80% còn lại là tiền các ông đi làm việc khác. À, các ông đi đầu cơ đất, rồi các ông đi đầu cơ chứng khoán, vân vân và vân vân thì cái câu chuyện là Uh, hoạt động thanh kiểm tra cái Quy trình quá trình uh, phát hành trái phiếu nó đang diễn ra rất là sát sao Cho nên uh, Các cái doanh nghiệp về bất động sản nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn Thứ hai đó là siết chặt tín dụng Đối với hoạt động cho vay bất động sản đó là những cái câu chuyện mà uh, Ngành bất động sản sẽ gặp khá là nhiều khó khăn anh chị lưu ý là như vậy uh, Thì um, và 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 một cái điều nữa là chính vì cái ngành bất động sản nó gặp khó khăn đấy mà nó lại là cái xương sống nó lại là cái cái nhóm ngành trụ cột của thị trường và khi những cái thằng trụ ấy nó gặp khó khăn thì báo cáo với các anh chị là lấy mấy cái thằng què mấy cái thằng yếu thì lấy đâu mà gánh thị trường ok các anh chị đúng không ạ ví dụ như thằng dg mà nó cứ tòm tóm nó cứ đi xuống dần đều như thế này thì lấy đâu ra mà index tăng điểm được đúng không ạ đó phải khi những cái thằng to khỏe nhất những cái thằng béo nhất ấy, những cái thằng ấy nó đi đầu nó gánh trường trứng nó đi nó đi đi hiên ngang nó đi mà kiểu theo cái kiểu gọi là là san bằng tất cả ấy à, thì cái đó là index của chúng ta mới tăng được thì đường của chúng ta mới tăng được chứ bây giờ cái thằng to béo nhất thằng uh, gọi là lực lượng nhất thì nó lại đang bị tấn công nó đang bị tiêu diệt thế thì thôi là làm sao mà thị trường của chúng ta có thể bứt phá mạnh được đúng không anh chị đấy là một trong những nguyên nhân khiến cho à, uh, index của chúng ta trong khoảng Hai ba tuần vừa qua nó không có động lực bứt phá. Bởi vì đơn giản là nhóm bất động sản có tăng được đâu. Đây các anh chị nhìn thấy đây. Đấy từ cái ngày uh, ngày 10 tháng 8 là coi như DG chỉ có đi xuống thôi chứ không đi lên được. Nó phải ngóc đầu lên thế này thì index nó mới tăng được chứ anh chị. Đó, bây giờ nó đang cắm như này thì làm sao mà tăng được đúng không ạ? Rồi. Thì uh, <laughs> đối với DG uh, ngắn hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm cái vùng hỗ trợ 33.5 nhưng mà khả năng tuần tới thì chúng ta phải dự phòng thêm cái vùng 31.5 à, vì sao bởi vì um, hơi 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 đuối một tí ở chỗ này hơi đuối nhìn là hơi đuối xem à, cũng như vậy các anh chị đó từ vùng 36 và bây giờ nó bắt đầu hạ hạ dần hạ dần rồi này đang lụi dần rồi thì trong tuần vừa qua là cũng có phân tích hỗ trợ 28 Những vùng cây nến kết tuần như thế này thì lại hỏng luôn À, tất nhiên à, sẽ cần thêm cây nến xác nhận của phiên ngày thứ hai tuần tới. Trong trường hợp ví dụ nó bật lại thì sao? Đấy là câu chuyện nó lại hoàn toàn khác. Như vậy thì nó lại phải chờ thêm cây nến của ngày thứ ba. À, nhưng ít nhất là chúng ta nhìn thấy một cây nến như này thì tự dưng là nó xấu xấu hơn rồi. À, thì như vậy tuần tới chúng ta phải ngắm lại lại về hỗ trợ 25 đến vùng 26. Ba mã cổ phiếu tiếp theo gồm có mã cổ phiếu HPC thì các cái phiên giao dịch đầu tuần thì HBC khá là đẹp khi mà nó đã quay trở lại vùng 18.5 và nó rút chân đi lên. ở tuy nhiên hai cái kết tuần thì nó lại xấu chính vậy nên tuần tới xu hướng cao nó sẽ về test lại vùng 18.5. ở đất xanh đất xanh cũng như vậy. các phiên ở đầu tuần thì nó đánh rất là tích cực và nó đã test lại vùng hỗ trợ 24 hoàn toàn là theo cái gì theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật của chúng ta. Uh, nó có lực hồi tuy nhiên là lực hồi này thì nó lại tiệm cận lại vùng 26.5 là vùng kháng cự nên là hai cây nến này nó lại suy giảm lại tuần tới thì sẽ ở vùng 24 tiếp tục đánh giá lại uh, DXS ở đây <laughs> chúng ta đang phân tích một kịch bản tương đối dài đó và những ido tạo lập của uh, DXS thì đến thời điểm hiện tại nó chưa, nó chưa bị phá vỡ và nó tiếp tục uh, trong tuần nó có những cái râu nến test về khoảng quanh vùng 20 20.5 và nó rút chân lên thì đây là một cái yếu tố rất là tích cực và kỳ vọng là cái cái lực cầu đây phải cực kỳ thấp thế là anh chị lưu ý như vậy trong cái giai đoạn nó test đó thì uh, mong rằng nó chỉ khoảng tầm độ một một trăm đến hai trăm nghìn cổ phiếu thôi đó và và nó chờ đợi cái xu hướng thị trường tốt lên thì ngay lập tức là nó có lực cầu đẩy lên ở đây khoảng tầm 750 đến một triệu cổ phiếu thì khi đó ở uh, d sẽ tiếp tục hành trình tăng giá uh, cái cặp tiếp theo đó là SCR SCR thì hiện tại cũng SCR ở SCR thì hiện tại chưa có nhiều Các cái yếu tố đột biến đâu à, Về cơ bản là vẫn là 10.3 Và tuần tới thì có thể ngắm thêm ở vùng 10 à, LDG nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy Tuần tới thì các anh chị sẽ ngắm thêm ở vùng 9 Đây tạm thời đang là cái vùng hỗ trợ Kỹ thuật ngắn của cổ phiếu này à, Cặp đôi C2 và NBB thì uh, Đã khuyến nghị bắt thêm ở trong nhịp này Tuy nhiên là cái cây nến kết tuần này uh, Bắt thêm ở trong phiên giao dịch của ngày thứ uh, Ngày thứ ba À ngày thứ tư nhỉ à, ngày thứ tư. Sáng ngày thứ tư Thứ năm thứ sáu đúng không à, Sáng ngày thứ tư thì lúc đó ông có phân tích Một cái yếu tố về mặt kỹ thuật về dòng tiền Và khuyến nghị các anh em là bắt một số các cái mã cổ phiếu trở lại Trong đó có mã cổ phiếu C2 Thì à, sau đó thì nó có lực hồi Lực hồi này thì suy sát tiềm cận vùng 24 Nhưng cái nến kết tuần thì lại hơi đuối à, Chính vì đuối như vậy nên là tuần tới sẽ kiểm tra lại vùng 22 Và sâu hơn sẽ là khoảng vùng 21.5 năm. À, NBB NBB hôm nay thì khởi động gọi là gì ạ, khởi khởi binh nhưng mà lại vào cái phiên nó hơi đuối nên là nó không đóng được cái phiên ở cao nhất. Tuy nhiên nó có một cái lực cầu tương đối là tươm. lực cầu 4 triệu cổ phiếu trên một phiên, lực cầu này tương đối là tươm. Và nó nó công cái vùng kháng cự 20, tuy nhiên công chưa thành, chính vậy nên tuần tới thì chúng ta sẽ ngắm ở vùng 19.5 vùng 20 để đánh giá thêm xu hướng. À ba mã cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu FCN thì ba mã cổ phiếu này cũng đã được uh, C2 và NBB trong tuần vừa qua khuyến nghị gom thêm. FCN cũng được khuyến nghị gom thêm. Đây. Ví dụ đây, FCN. À, đó, trong phiên ngày uh, 14 tháng 9 à. Đó ngày 14 tháng 9 uh, ăn thêm. 7 tháng 9. Đó, hoặc là ví dụ uh, NBB. Ngày 14 tháng 9. Đó, tức là phiên 14 tháng 9 là 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 ngày thứ tư đó các anh chị, sáng ngày thứ tư. Lúc đó khoảng tầm mấy giờ đây này. Đó, FCN, C4G. Đó, một số các mã VCG, VCG cũng được phân tích vào sáng ngày thứ tư. ASM, một số các mã cổ phiếu. Đó. Thì uh, Đối với FCN trong thời điểm hiện tại lực cầu đang đánh khá tốt vào phiên ngày hôm nay, đánh trên 6 triệu là cực kỳ tuyệt vời. Cùng với đó tín hiệu giá thì ngày hôm nay nó đã vượt lại được vùng 15.5 mặc dù là uh, thị trường đang khá là xấu nhưng mà như vậy tín hiệu như vậy là là khỏe các anh chị nhé Thì như vậy tuần tới chúng ta sẽ kỳ vọng ngắm lại vùng kháng cự 17 18. Nói chung là cái cản 18 này sẽ là cái cản rất là quan trọng. Đó uh, nó bay được cái cản 18 thì cái độ FCN sẽ có những cái câu chuyện nó hay hơn. Đó. Ở VCG cũng rất là tuyệt vời đúng không anh chị trong một cái thời khắc thị trường nó khó khăn nhưng mà VCG cũng đã có một cái sức bật sức bươn rất là tốt và đặc biệt là trong hai phiên gần đây thì lực cầu của nó đã được đẩy lên trên 15 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy thì có thể kỳ vọng vùng 26 và có cái xu hướng là nó sẽ kéo vượt lên khoảng vùng 28 sau đó test lại vùng 26 và kỳ vọng là nó sẽ Uh, hình thành được một cái xu hướng tăng điểm tiếp theo ở đây và khi nó bứt được cái cản ở đây là nó bứt được cái cản ở vùng 28 ấy uh, Thì khi đó VCG đánh cũng sẽ khá là tốt uh, C4G các anh chị cũng uh, lưu tâm C4G ở trong cái nhịp này thì uh, đối với C4G là chúng ta cứ túc tắc chúng ta gom Bởi vì C4G cũng đã uh, khuyến nghị cho các anh chị từ vùng 12-6-13-3 sau đó thì vùng 13-6-13-5 À, đó và tuần này tuần tới thì khả năng là cái vùng 10 13.6 khả năng vẫn vẫn có những cái điểm mà nó test cung về mục tiêu thì công kháng cự 15 sau đó thì công kháng cự 18 đó là những cái cái kỳ vọng của chúng ta cổ phiếu ITC ITC cũng được khuyến nghị bắt trong phiên giao dịch của ngày thứ tư ngày thứ năm thì nó đột phá và ngày thứ sáu thì cũng tạm tạm đúng không ạ thì đối với em này thì nó đã sau khi mà nó chỉnh cung thì nhìn nhận nhận diện thấy là diện cái vùng 13 2 13 năm nó đã có hình thành một cái xu hướng tương đối là tốt. À trong phiên ngày hôm qua, uh, trong phiên ngày hôm qua xin lỗi cả nhà, trong phiên ngày hôm qua thì mới khuyến nghị bắt cổ phiếu ETC ngày hôm nay thì có tăng thêm một tí uh, về mặt uh, kỹ thuật đó thì uh, nhịp cũ này chúng ta bắt ở vùng 9.8 đến vùng 10 mà nâng được target 16 và sau đó nó chỉnh cung và cái vùng chỉnh cung này thì về căn bản nó cũng đã khá là hợp lý rồi mục tiêu sẽ công lại vùng 16 16 5 và cái đích xa xa hơn chúng ta sẽ ngắm lên vùng kháng cự 20 đấy là ITC anh chị lưu, lưu tâm cổ phiếu HDG à, xin lỗi lại đánh sang HAG của Bầu Đức à, Bầu Đức cũng đẹp nhá Bầu Đức bây giờ cũng đang gọi là 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 lái liếc à, xin lỗi cả nhà không được nói cái từ đấy à, đội tạo lập hoặc là nhà đầu tư đi ở nhà đầu tư tổ chức to là đang thuê viết bài kinh khủng lắm Ờ à, cái câu chuyện là gì khi mà nó viết bài ấy, là những cái lúc mà những cái thời khắc mà tay to nó bắt đầu nó sang hàng nó nó sang hàng bởi vì sao bởi vì những cái vùng này nó đã gom khá là tốt rồi à, tất nhiên là chúng ta đi theo ấy, thì chúng ta vẫn còn ăn được bởi vì khả năng cao nó phải đánh lên khoảng vùng 16 đó bởi vì sau khi mà nó break break được vùng 13 và tiếp theo sẽ là kháng cự 14 bay 14 thì nó sẽ có 16 tức là chúng ta vẫn còn ăn được đó. Ờ còn đối với HDG thì phiên ngày hôm nay là HDG như vậy là xấu rồi các anh chị nha HDG xấu này bởi vì sao bởi vì cái vùng kháng cự 55 này là đã có phân tích rất là dài cho các anh chị rồi sau đó thì chúng ta phân tích các cái điểm chỉ cung và cái điểm then chốt ở đây là vùng 50 cây nến kết tuần nó bị bẻ gãy ở cái vùng 50 thì như vậy tạm tạm tôi không cần biết ngày mai như thế nào không cần biết tuần sau như thế nào nhưng khi một cây nến như thế này nó là cây nến xấu và cây nến xấu thì như thế nào chúng ta sẽ quan sát xu hướng của ngày thứ hai trong trường hợp mà, nó công lại được vùng 50 cộng một cây nến xanh ở đây ok vậy thì chúng ta vẫn chưa phải gì chưa phải thoát hàng nhưng trong trường hợp mà nó tiếp tục bị bán và nó không có đà lấy lại được đó thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải tháo hàng đi chúng ta phải bán bớt đi bởi vì cái câu chuyện là khi nó thủng 50 thì rất có thể là nó sẽ về cái vùng hỗ trợ gần nhất ở đây này cái câu chuyện là như thế đấy vùng hỗ trợ gần nhất của nó đây đó, rồi sau đó thì chúng ta mới tính toán tiếp được uh, HDC như vậy là HDC thì chưa xấu hẳn nhưng uh, Trong tuần vừa qua thì nó có lực hồi tuy nhiên lực hồi này thì nó không đủ lớn để nó bứt lại vùng 52 cộng Cho nên cây nền kết tuần này các anh chị đấy là một cái hệ lụy của nó Thì uh, với cái lực kết tuần như này thì tuần tới là các anh chị uh, vui lòng kiểm tra và chú ý cho hùng ở vùng 46.5 trong trường hợp nếu như nó thủng vùng 46.5 thì như vậy là các anh chị có thể bán bớt để khi cổ phiếu về lại đó, có khả năng nó sẽ về lại quanh vùng 40 41 thì khi đó các anh chị trao lại như vậy nó cũng sẽ khá là hiệu quả ở à, Nam Long Nam Long trong phiên ngày hôm nay thì cũng xấu rồi đó và chúng ta phải chờ đợi thêm cây đến cây đến của ngày thứ hai để chúng ta xác nhận xem là à, ông có lấy lại được cái vùng 39.2 cộng hay không trong trường hợp mà không lấy lại được cái vùng 39 2 cộng thì uh, cái xác suất mà để nó đi về lại cái vùng ở đây uh, đó là quanh cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đây các anh chị này bao nhiêu đây ta khoảng uh, 35.5 đến khoảng vùng 36 36.5 đó thì chúng ta phải ngắm về vùng 36.5 uh, MKDH ồ oh, KDH phiên kết tuần xấu quá phiên này thì uh, xấu không biết là quỹ ngoại có bán con này không nhưng nếu như quý ngoại mà không bán con này vào một cây nến ở như thế này thì nó sẽ rất là xấu bởi vì sao? Bởi vì nó lao từ uh, nó lao từ 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 vùng 40 và bây giờ gần như là nó trả hết cung và trong phiên ngày hôm nay thì nó về lại vùng 34, tức là gọi là cái vùng hỗ trợ cuối cùng của KDH. Trong cái trường hợp mà tuần tới các anh chị lưu ý tuần tới mà nó không lấy lại được cái vùng 34 cộng ở đây thì các anh chị lưu tâm giúp Hùng là chúng ta nếu như con nhỡ mà đang cầm thì phải hạ bớt tỷ trọng đi đó bớt thì trọng bởi vì khi mà nó cái lực phá mà nó không 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 công phá lại được á nó có những cái cây nến đỏ mà nó bị mất tiếp những cái vùng hỗ trợ dưới này thì như, như vậy là kdh nó sẽ bị bán rất là rất là đau thương rất là đau thương các anh chị rồi ok à, tiếp theo thì hùng sẽ đi phân tích cho các anh chị nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành banh thì lúc nãy là chúng ta vừa có nói đến cái nhóm ngành bất động sản đúng không anh chị À, đó bất động sản với banh nó có một cái sự liên hệ khá là mật thiết với nhau, ok anh chị, đó bởi vì bất động sản có tiêu thụ được thì ông mới vay nhiều ngân hàng, đó và 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 cái câu chuyện là khi bất động sản nó bị dừng lại á, thì nó lại người nhà đầu tư nó cũng không thể lướt lát được đúng không và các cái ông đầu cơ đất cũng không lướt lát được nên là ông ông vay ngân hàng thì quay ngược trở lại thì nó lại khi mà 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 ngân hàng mà không 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 cho các ông bất động sản vay nói chung về trên thực tế thì cái lượng mà 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 cho doanh nghiệp vay theo như mình nghĩ là nó khá là ít Đấy, các ông toàn là cho các ông bất động sản vay toàn là như án to bởi vì trước đây là những cái thời kỳ hoàng kim của bất động sản ấy là các ông tiền tươi thóc thật cứ bán nhà xong rồi các ông đẩy tiền về banh như vậy là cũng khá là sướng chứ các cái ông doanh nghiệp thì sản xuất đến khi nào cho nó ấy lãi trả được bao nhiêu nhưng các ông bất động sản thì cứ đất thu hồi có một hect có đâu đó mấy chục triệu mà mà đến lúc một căn biệt thự các ông bán 40 tỷ 30 tỷ Uh, có khoảng tầm độ 200 vuông, nó uh, một cái cái gọi là gọi là buôn cái gì cho nó lại đúng không anh chị? nó cái câu chuyện nó như thế nên là uh, nhưng mà cái thời kỳ đó thì nó nó cũng đang sắp qua rồi và với những cái chính sách siết chặt uh, cái câu chuyện bất động sản thế về banh nó cũng sẽ có vấn đề một là nợ xấu, hai là uh, cái thanh khoản của nó không có và nó nó rất 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 nhiều những cái vấn đề hệ lụy ở sau đó nên là trong thời điểm hiện tại thì banh nó cũng đang có những cái uh, tác động nhất định và <laughs> cũng như hùng nói ấy, thì cái thằng banh cũng là một cái thằng rất là to khỏe đó mà cái thằng to khỏe hiện tại nó đang ốm yếu đó thì lấy đâu ra mà cái sức để mà nó kéo thị trường đúng không ạ đấy là cái câu chuyện thực tế các anh chị à, chúng ta cũng phải à, chấp nhận đó chúng ta không thể tạo lập được thị trường mà chúng ta sẽ phải chờ thêm những cái điểm mà à, thị trường nó có những cái sự khởi sắc hơn từ những cái nhóm ngành à, cơ cốt lõi đúng không anh chị thì đối với việt công banh nhé việt công banh thì ông này là ông tạo lập thôi nó thì trong tuần vừa qua như chúng ta đã có phân tích ở quanh vùng 78 và nó hướng lên được khá là đẹp đấy nó hướng lên, lên vùng 80 thì tuần tới thì có thể là việt công banh sẽ có thể kéo lên lại vùng 82 đó rồi 84 85 ở đây à, nhìn về mặt xu hướng là khá là ok Ờ à, bit à, xem nào bit thì cũng không ổn lắm hai phiên công vùng 37 không công nổi và đóng cửa trong phiên ngày hôm nay thì là đóng cửa thấp nhất phiên là là đuối. À, tuần tới thì khả năng bit sẽ có những cái điểm test lại quanh vùng 35. À CTG thì cũng đuối. CDG <laughs> cũng đuối. Sau khi mà nó mất cái vùng trụ 28 này thì tuần vừa qua chúng ta phân tích ở vùng 27 và sâu hơn thì phải tính toán ở vùng 26, vùng 26.2. Cái này cái tuần thì nó về 26.2. Như vậy tuần tới thì sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 26 26.2. Uh, MBB cũng đuối uh, trong cái phiên nến kết tuần. Đây là một cái nến cái nến này là cái nến rất xấu. Cái nến rất xấu. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã bị phá vỡ mất, tức là nếu như chúng ta đọc ba cái nến này lại với nhau thì như vậy là nó đã gì? Nó đang bị phá vỡ mất cái nỗ lực ở trước đó. Như vậy thì uh, MBB nó sẽ phải chờ thêm cái nến ngày thứ hai để chúng ta đánh giá thêm xem cái khả năng là nó có phục hồi lại được vùng 22 cộng hay không. Trong trường hợp nếu nó vẫn tiếp tục mất hai cộng thì khả năng phải ngắm lại vùng hỗ trợ quanh 21. ờ uh, công thương ờ uh, công thương phân tích rồi. Ờ uh, Techcombank, Techcombank thì nhìn chung là cũng đuối, <laughs> đúng anh chị? Cũng đuối. Uh, đuối thứ nhất đấy là mất vùng 37.2, đuối thứ hai nữa là tuần uh, kết tuần thì độ nóng đúng 36, tức là cái hỗ trợ uh, khá là hỗ, gọi là biên hỗ trợ dưới đi. Như vậy tuần tới thì khả năng nó sẽ bám biên ở quanh vùng 36, có thể nó tụt xuống vùng 3 35 357 358 sau đó nó hồi lên 36 và trước khi Uh, có những cái lực cầu tiếp theo đấy cái đường mát đang cắm đầu đi xuống như này thì cổ phiếu khó lòng khó lòng mà có thể bật lại được. Uh, TP Bank thì tuần tới chúng ta tiếp tục ngắm ở vùng 26 26.3. Ờ uh, STB nhìn chung thì uh, trong tuần thì nó đã chỉnh cung ở đây uh, cái vùng dự kiến ở quanh vùng 23. Uh, và biên sâu hơn đó là biên 22.2 đến 2 22 5 uh, Nhìn về yếu tố kỹ thuật như thế này thì tuần tới sẽ tiếp tục quan sát ở biên hỗ trợ trên Trong trường hợp thủng 22.2 uh, 22 thì phải ngắm tiếp xuống vùng 21.5 uh, Liên việt broadband Cả tuần tốt nhưng cái đến kết tuần thì hỏng luôn tức là nó phá vỡ mất cái hỗ trợ 14.4 À, như vậy thì tuần tới chúng ta cũng phải cần cái nến ngày thứ hai để chúng ta đánh giá. À, và trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta phải tính thêm cả cái vùng hỗ trợ kỹ thuật bảy đến 14. bốn à, SHB, cây nến kết tuần cũng là cây nến mà nó đánh mất cái 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 vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng ở đây, đó là gì ạ? Đó là vùng 14, 14 tròn. Và với tín hiệu như này, với tín hiệu như này thì tuần mới khả năng là S&P sẽ quay trở lại vùng 13 đến khoảng vùng 13 133. 13. Test lại hỗ trợ này. BBB thì vẫn đang ở một cái hành trình dài tích lũy ở quanh vùng 12 5 12 8, điểm sâu hơn thì có thể phải tính toán ở vùng 12 ờ uh, lực cầu đang như thế này thì nói chung nó cũng khó lắm nó chưa chưa có những cái đòn bẩy để mà giúp cho cổ phiếu bbb có thể bật được rồi uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một cái nhóm ảnh tiếp theo nó rất là quan trọng uh, cũng không kém đó là nhóm ảnh uh, chứng khoán thì uh, trong tuần vừa qua <laughs> trên góc độ kỹ thuật thì uh, sau cái phiên mà đạp mạnh của uh, của của ngày thứ thứ tư đó thì uh, chúng ta uh, đã 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 phân tích uh, lại cái xu hướng của nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán và hai cái nhóm ngành này thì nó chạm về vùng hỗ trợ và khi về vùng hỗ trợ thì có một cái kỳ vọng được lóe lên đó là nó sẽ bật tăng quay trở lại tuy nhiên phiên kết tuần thì nó đã phiên ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì nó đã không diễn ra theo cái kỳ vọng của chúng ta đúng không ạ và nó tiếp tục tình giảm uh, chính vì như vậy đó là một cái sự khó khăn và đó sẽ là một cái sự thách thức uh, cho thị trường ở trong cái tuần giao dịch mới và bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành VCR uh, chứng khoán uh, Thì đối với VCI ở đây uh, chúng ta chỉ lưu tâm thôi uh, Vùng 35 là hỗ trợ uh, và vùng 38 là kháng cự Nếu trong trường hợp thủng 35 và không lấy lại được 35 Thì nên uh, nên bán bớt hoặc là chốt lại Tùy các anh chị uh, SHS, <laughs> SHS thì uh, đạt được cái target 15 và nó lụi dần nữa ngay à, tuần này thì uh, như vậy là tuần này thì nó đóng 11.52 nó bị mất biên này như vậy là nó phải hướng về vùng 10.5 khoảng 10.8 ở à, VND VND à VND như vậy là gì ạ Như vậy là 22.8 ở đây là cái kháng cự quá mạnh rồi trời không bứt được không bứt được và bắt đầu nó lụi dần rồi như thế này là lụi dần đều rồi các anh chị nhá vùng 20.8 mất này Tức là đầu tiên ấy là nó mất vùng 214, sau mất vùng 28 và tuần này thì đang có dấu hiệu mất vùng 192. Đó, đang có dấu hiệu nhá, đang có dấu hiệu mất 192. Ờ à, như vậy á, như vậy thì sao như vậy thì um, khả năng cao, khả năng cao thì uh, tuần tới nó sẽ uh, Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào cái nến ngày thứ hai, tuy nhiên là cũng không quá kỳ vọng về cái khả năng cái nến ngày thứ hai nó sẽ bật 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 mạnh đâu bán bật mạnh đâu nên là là cái xu hướng xu hướng mà dự phóng dự báo thì khả năng là sẽ phải về cái vùng hỗ trợ sâu hơn đó là vùng 17 8 đến khoảng quanh vùng 18 ở FTS thì chưa xấu nói chung là vẫn đang giữ được ở đây vùng 33.5 33 vẫn đang là hỗ trợ tốt và vùng kháng cự ở đây đó là vùng 37 lưu tâm NNI. À, uh, SNI thì cũng uh, tạm thời là vẫn đang ổn à, uh, Chưa xấu uh, Bởi vì sao? Bởi vì cái vùng uh, 20 uh, 20 20 mấy ạ à? 28 vẫn đang còn giữ được à, uh, Trong trường hợp vùng 20.8 Mà bị phá vỡ như vậy thì chúng ta phải tính toán Đến cái hỗ trợ sâu hơn của nó ở đây Đó là vùng 19 uh, 19 mấy đây ta 19 năm 19 năm đến khoảng quanh vùng 20 ở HCM phiên sáng nay đánh khá là đẹp và nhìn ở trên cái chạc kỹ thuật của HCM thì cũng rất là ổn nhưng mà đóng nến như thế này thì lại nó lại bị đuối rồi đó như vậy tuần tới thì ở đây là vùng 257 đến vùng 26 các anh chị sẽ chú ý thêm cái vùng này để chúng ta đánh giá thêm MBS MBS trong tuần MBS đã phục hồi lên được vùng 18.5. À, cái này trở thành cái vùng kháng cự. À, tuy nhiên à, phiên kết tuần thì cũng không ổn rồi. Vùng 17 như vậy là tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lại cái vùng hỗ trợ ở vùng 17 để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng tích đi tạo nên ở đây. Trong trường hợp nếu nó phá 17 các anh chị và à, nó có có đến xác nhận không lấy lại vùng 17 thì chúng ta cũng nên chốt bớt. Bởi vì sao? Bởi vì con này cũng đã tăng được từ vùng 12 lên đến tận vùng 20. 8 trên 12 như vậy là nó cũng đã có một cái uptrend tương đối thành công Tương đối thành công rồi, các anh chị lưu ý à, CTS nào, CTS cũng như vậy thôi, CTS ở đây là chúng ta đã xây được cái target 20 rồi Và các anh chị lưu ý là tuần tới ở vùng 18 Trong trường hợp thủng 18 thì à, Con này nó có thể rơi về lại quanh vùng 16.6 -16 đến vùng 17 Và điểm sâu hơn có thể vùng 16 Và trong góc độ kỹ thuật thì à, con này cho phép cho phép tích lũy lại ở quanh vùng 16 thì vẫn là hợp lý nó bởi vì là nó đánh từ vùng à, con này là chúng ta bắt đầu phân tích đâu đó khoảng tầm từ vùng 11 11 mà đánh lên vùng 20 sau đó nó chỉnh về quanh vùng 16 là hoàn toàn hoàn toàn hợp lý về mặt xu hướng về mặt kỹ thuật các anh chị nhé à, BSI BSI sẽ nào BSI thì sau khi đạt được cái target gần 32 và bắt đầu chỉnh à, nói chung tuần vừa qua thì đi cũng đã có một cái sự cày bừa đây có một cái phiên kéo lên khá là tốt à, từ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây à, từ 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 vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó ở đây đó là vùng 26 26.5 nhìn chung thì tuần tới thì đi có thể uh, tiếp tục quay trở lại ở khoảng vùng 26 26.5 đây đó, test tích lũy và ổn định nói chung là cầu uh, hai phiên này xả xả cái lực cầu nó thoát nó không không đáng kể nên là khả năng thì cái cơ hội phục hồi của BĐI vẫn còn Uh, cổ phiếu BVS uh, BVS trong tuần thì khá là đẹp nhưng cái đến cái tuần nó cái đến cái tuần ngày hôm nay rất là vô duyên với tất cả các mã cổ phiếu và với tất cả các nhóm này uh, do đó thì sẽ cần phiên ngày thứ hai các anh chị lưu ý là như vậy và vùng 20 20.4 chúng ta sẽ đánh giá thêm trong trường hợp mà nó không công lại vùng 20.4 thì khả năng là uh, chúng ta phải ngắm lại vùng 18 18 2 rồi đấy là chắc chắn rồi AGR AGR tuần tới thì lại vùng 11, 11.2. VIX tuần vừa qua thì nó cũng đã bám biên hỗ trợ 12 khá là tốt. Tuy nhiên là lực cầu đánh như thế này chưa ổn. Đường MACD đang cắm đầu đi xuống nên là xu hướng chủ đạo là tích lũy đi ngang. Chính vì vậy nên là cái biên 11, 11.5 sẽ tiếp tục được phân tích và đánh giá ở trong tuần giao dịch mới. APG APG phiên ngày hôm nay tạo lập xả hơi căng Như vậy là gần như là xả hết 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 nền rồi đấy à, Lại về lại vùng 7 rồi Như vậy là tuần tới tuần tới sẽ có ở khoảng vùng 6.6 nhưng khả năng vùng 6.6 này Khó giữ Mà nó sẽ Có khi là đạp về quanh vùng 6 Thì đối với APG ấy, là chúng ta mua theo từng điểm đó điểm 8 điểm gì ạ Điểm 7.7 đến vùng 8 là chúng ta mua này Điểm 2 là điểm vùng 6.6 đến vùng 7 này Có thể điểm 3 ở đây là sẽ là vùng 6 à, Vùng 6 đến khoảng vùng 6.2 à, Sẽ gom điểm 3 ở đây nữa à, Và khi chúng ta tiếp cận đến APG á, Là chúng ta đã nói từ đầu rồi Chúng ta mua từ từ thôi Đó, Chúng ta gom từ từ Bởi vì vừa gom chúng ta vừa à, thăm dò thêm cái xu hướng của thị trường Cũng như là xu hướng của cổ phiếu ở ờ, o r s ờ, đối với ORS ở đây các anh chị lưu ý vùng 13 8 14 3 đây đang là hỗ trợ và trong tuần vừa qua thì chủ đạo là nó đang đi hỗ trợ thôi ờ, trong trường hợp mà nó không thủng vùng 13 8 thì là tạm đẹp nhưng mà thủng 13 8 thì phải ngắm xuống vùng 12 3 đó các anh chị lưu ý là như vậy thủng hỗ trợ cao thì chúng ta phải phân tích ở những cái hỗ trợ nó thấp hơn Ờ TCI thì tuần vừa qua nó bị mất cái vùng 9.7 ở đây nên là tuần mới thì chắc chắn là cái vùng 8.7 đến vùng 9 rồi. Thậm chí là vùng điểm sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán là vùng 7 à vùng 8 đến vùng 8.7 Ok bây giờ thì còn thời gian thì chúng sẽ phân tích cho các anh chị cái nhóm ngành Chúng ta điểm qua nhanh nhóm ngành thủy sản VHC ở đây VHC thì cũng đang có một cái chen lên ở đây Và nó cũng có những cái điểm gọi là long sọt tương đối là mạnh các anh chị Thì đối với con này các anh chị lưu ý là chúng ta nên ke hỗ trợ để chúng ta mua Ví dụ như vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 87 đến vùng 88 à, Vùng kháng cự của nó là vùng 90, 4 đến vào vùng 95 đấy là những vùng kháng cự thì trong thời điểm hiện tại thị trường khá là khó khăn nên là chúng ta cũng không có những cái kỳ vọng mà dài đâu ở cmx ở đây thì vẫn có vùng hỗ trợ 13.5 đến vùng 14 vùng kháng cự ở đây là vùng 15 7 ở ANV ANV thì cái vùng kháng cự khá là dài vùng 52 trong tuần vừa qua thì chúng ta có phân tích thêm cái hỗ trợ ở vùng 48.5 ở phiên kết tuần thì nó đóng ở 48.7 tức là sát cái biên hỗ trợ dưới chính vậy nên là vùng sẽ cần thêm cái dữ liệu trong phiên giao dịch ngày thứ hai để ra đánh giá thêm cái khả năng là nó có có nằm được ở trên cái vùng 48.5 không nếu vẫn nằm được trên 14 48.5 thì cơ bản là tạm ổn nhưng mà nó bị tạo lập và đẩy thủng cái vùng 48.5 thì như vậy là chúng ta phải tính uh, cái xu hướng cổ phiếu sẽ quay trở lại cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở dưới này đó là khoảng quanh vùng 44 đến khoảng vùng 45 um, IDI IDI thì um, trong phiên ngày hôm nay nó phiên ngày hôm qua nó đánh tương đối tốt nhưng mà đóng cửa không được ở vùng cao nhất phiên thì um, lý do là nó tiệm cận đến vùng kháng cự 23 ở uh, trên góc độ kỹ thuật hai cây nến chỉnh giảm như thế này thì tuần tới thì IDI khả năng nó sẽ có lại vùng 20.8 và chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng trụ lại vùng 20.8 ở đây ở uh, trên góc độ kỹ thuật thì IDI vẫn đang uh, hình thành được một cái sóng tăng ở đây đó, nó vẫn đang hình thành được mối sóng tăng ở đây và xem nào và đúng rồi gặp cản 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 mạnh ấy. tức là cái cản hai đấy cái cản 23 và 23.3 là cản rất là mạnh và nó sẽ cần thời gian ASM <laughs> ASM thì cũng như vậy ASM đánh khá là tốt đấy chứ đúng không trong tuần vừa qua asm đánh khá tốt à, tăng từ vùng 15.5 và lên được vùng 18 và đây là hai cây nến nó đang chỉnh cung quay trở lại à, trên góc độ kỹ thuật đó, trên góc độ kỹ thuật như này thì Chúng ta cũng có thể kỳ vọng là tuần tới thì ASM sẽ test lại ở trên ở trên vùng 163 165. Đây tức là nó sẽ test lại ở cái vùng này. Đó. Đó test lại vùng này và sau đó thì lực cầu nó sẽ tiếp tục ổn định để nó kéo lại cái lực tăng lại mới của ASM. À, nói chung đối với các mã cổ phiếu trong thời điểm hiện tại các anh chị lưu ý là chúng ta không nên đua xanh. Các anh chị đua xanh là các anh chị chỉ có quang tèo thôi và chúng ta phải ke hỗ trợ để chúng ta mua và lên đến những kháng cự ngắn thì chúng ta lưu tâm là chúng ta nên bán bớt à, mã ngành cao su có mã cổ phiếu GVR GVR hôm nay hình như cũng bị chỉnh rồi nhưng không sao cả ở đây nó đang là những yếu tố về mặt tạo lập thôi khả năng GVR sẽ là như vậy thôi và đối với GVR biên 235 biên 24 và tuần tới thì các anh chị có thể canh ở vùng 24 mấy thế này 24 năm đó ví dụ như vậy 24 năm 24 đó sẽ là những vùng mà chúng ta sẽ canh gom từ từ thôi, à, chúng ta cứ túc tác chúng ta gom. À, bởi vì sao? Bởi vì trong cái giai đoạn hiện tại là nó cũng đang có những cái gọi là mặt về mặt tạo lập, về mặt tạo lập của cổ phiếu này thì cũng đánh giá rằng là đang có những ý khá là hay. À, cổ phiếu DRC cũng tạm ổn, <laughs> à, đang tạm ổn và <laughs> đối với mặt về về mặt kỹ thuật đó, thì nó có hai vùng, hai điểm test, một là nó test về vùng 30, thì hôm nay là nó đóng về đúng 30 mươi cái điểm test thứ hai mà cũng có thể chấp nhận được đó là uh, nó sẽ test về khoảng quanh vùng 29 nó vậy thì tuần tới thì nó sẽ có chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 30 điểm sâu hơn sẽ là vùng 29 ở đây uh, trước khi mà nó tích lũy thành công đúng không và nó hướng lại lực long ở đây thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục chúng ta sẽ đi phân tích thêm Ok như vậy thì uh, danh mục cổ phiếu tuần thì tạm thời cũng sẽ dừng lại và chúng ta chỉ phân tích đến đây uh, Các cái danh mục khá là căn bản còn uh, tất cả những mã cổ phiếu nào mà các anh chị chưa được phân tích uh, Thì các anh chị vui lòng comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị Rồi uh, Phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích uh, đánh giá cái kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua đó là tuần từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 9 Uh, thì uh, trong cái tuần này thì ông Lê đã ra bản tin video số 143 Trong đó thì chúng ta cũng đã có những cái uh, Phân tích Về mặt xu hướng của thị trường Ok các anh chị chờ một tí chúng ta sẽ search lại cái từ khóa 1220 Ok đây Thì uh, trên cái bản tin tuần này thì chúng ta cũng đã <laughs> Có những cái phân tích uh, Về mặt khá là căn bản Đó là chỉ số Dow Jones VFTI uh, uh, Giá thép giá than ạ và đánh giá một cái tuần vừa qua đấy là một cái tuần về mặt tạo lập thì đối với cái sự hỗ trợ của chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh thì chúng ta có một cái sự đồng pha ở quanh vùng ở quanh vùng đó là 1265 đúng không ạ và biên sâu hơn đó là 1260 đó là hai vùng hỗ trợ đầu tiên của chỉ số vn30 và phái sinh còn đối với chỉ số vn index thì chúng ta tính toán ở vùng 1237 đến 1240 và biên sâu hơn là 128 đến 1230 đó là những cái hỗ trợ tuần à, thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lại chỉ số VN30 và phái sinh ở trong tuần vừa qua đó các chị số VN30 đây à, thì uh, trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó đã có gì ạ nó có tạo gáp uh, đi về cái vùng kháng cự ngắn và sau đó thì uh, giờ chỉ số này đã bắt đầu đi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn và kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ tư ngày thứ hai ngày thứ ba à ngày thứ ba và bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ tư thì tín ông sẽ đi phân tích thêm và đến phiên giao dịch ngày thứ tư thì nó đã bị thủng ở vùng 1265 đối với chỉ số vn30 đúng không và sau đó nó tiếp tục bị mất cái vùng 1260 như vậy là một cái gáp giảm ở đây nó đã phá tan luôn hai cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đối với chỉ số vn30 và đối với chỉ số phá sinh nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy Đúng không? Ở vùng 1265 và sau đó biên 1260 ở đây thì nó cũng bị gì ạ, nó bị mất ở trong cái phiên mà nó tạo gáp giảm ở đây. Còn đối với chỉ số VN Index thì các anh chị có thể quan sát ở đây, đó là gì? Đầu tiên thì đối với chỉ số đầu tiên chúng ta có đánh giá cái khả năng uh, VN Index sẽ về vùng 1237 1240 thì cái vùng này á là nó đã uh, nó đã bị mất ở trong cái gáp của phiên giao dịch ngày thứ tư. Và vì sao nó lại mất thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích tiếp và sau đó thì index của chúng ta đã gì đi về cái biên hỗ trợ tiếp theo đó là bởi vì cái thủng hỗ trợ cao mà thì nó sẽ về hỗ trợ thấp thôi nó tiếp tục kiểm tra vùng 1228 đến vùng 1230 và từ cái vùng này thì index của chúng ta có một nhịp phục hồi tuy nhiên cái nhịp phục hồi này thì nó cũng không đáng được bao nhiêu nó lên được vùng 1250 và sau đó thì phiên giao dịch của ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì nó bắt đầu lụi dần và trong phiên ngày hôm nay thì nó có một cái lực đạp khá là sâu và cái lực đạp này thì nó cũng tiệm cận lại vùng 1228 1230 và sau đó thì nó đang có một cái điểm hồi long nhẹ đây, hồi long nhẹ đây. Ok. và kết kết thúc phiên giao dịch của của ngày thứ ba và đến cái phiên giao dịch ngày thứ tư Thì trong cái buổi tối ngày thứ ba là chỉ số Dow Jones đã bay 1276 điểm tương đương với âm 3,9%. Nó do đó cái câu chuyện là với cái tình hình hiện tại thì bắt đầu bước vào phiên giao dịch ngày thứ tư thì hùng đã có những cái phân tích khá là khó khăn với thị trường và với cái tình hình hiện tại thì áp lực bán lên thị trường ở trong phiên sáng là rất mạnh không có ngưỡng kỹ thuật để phân tích vì không ai có thể phân tích được khi mà nó có những yếu tố bất thường mà chúng ta chỉ có thể phân tích được thị trường chỉ phân tích được cổ phiếu ở trong trạng thái bình thường thì hùng có một cái ý như vậy À cái ý thứ hai, uh, nếu gọi là may mắn thì VN30 và phái sinh nó sẽ kiểm tra lại vùng 1260. Uh, index sẽ kiểm tra lại một vùng 128 12, 1230 và trong trường hợp mà thủng cái vùng 12 111 một, 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 gọi là một 12 à, uh, index uh, và bị VN30 bị thủng vùng 260 á thì uh, chúng ta sẽ ngắm về cái vùng hỗ trợ 1250 của chỉ số VN Index cũng như chỉ à chỉ số VN30 chỉ số phái sinh. Còn index thì tiên lượng là khoảng quanh vào 20 Các anh chị tức là bước vào cái phiên giao dịch của ngày thứ tư Thì um, thì đây các anh chị có thể nhìn đây đúng không? Bắt đầu vào phiên giao dịch ngày thứ tư Thì chúng ta có một cái dự báo rằng là gì Tức là thị trường khi nó vào một cái yếu tố bất thường á, Thì không ai có thể dự báo được các anh chị nhé. Không ai có thể dự báo được Đấy là câu chuyện rất là bình thường đúng không ạ bởi vì sao? Bởi vì là nó là là bất thường mà thì không ai dự báo được vào nói là may mắn, may mắn thì À, chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh sẽ động lại được ở quanh vùng 1250 đó 1250 các anh chị 1250 đây may mắn thì là gọi được ở 1250 thì ở trong phiên giao dịch của ngày thứ uh, thứ tư rơi gáp pháp xuống 1250 và nó test cái mô hình VK ở đây như vậy thì uh, trong một cái phân tích ngắn hạn á, thì chúng ta cũng gọi là gì gọi là chúng ta phân tích tạm tạm đủ tạm tạm ổn đúng không ạ đó và sau đó nó hồi lên và đương nhiên nó chạm về vùng kháng cự 1270 thì nó lại bắt đầu bị à, đụi dần ở đây như vậy thì ở cái câu chuyện ở đây chúng ta muốn nói đến ở đây nó gì thị trường nó luôn luôn biến động và chúng ta cần phải có cái sự bám sát để ra phân tích đó rồi đối với chỉ số phái sinh cũng hoàn toàn tương tự như vậy nếu may mắn thì nó đọng lại được ở cái vùng 1250 và cũng cũng là may mắn đúng không anh chị đấy đây là gọi là may mắn thôi đó thì nó đã uh, test lại vùng 1250 hai lần và nó hồi lên được ở quanh vùng 1265 và nó tiếp tục giảm uh, còn đối với chỉ số index thì nó còn khỏe hơn tức là gì tức là trong cái uh, trong cái phiên uh, trong cái phiên giao dịch mà mà ngày thứ tư thì nó về đúng cái vùng hỗ trợ của chúng ta trên phân tích ở trên bản tin tuần uh, đó là quanh vùng 12328 1230 và sau đó nó có một cái lực long ở đây Ok đó và nó chưa về đến vùng 1220 như vậy thì index nó còn có vẻ là nó khỏe hơn so với cái dự báo của Hùng ở trong cái phân tích thì đấy là toàn bộ kịch bản phân tích tuần toàn bộ kịch bản ok anh chị toàn bộ kịch bản phân tích tuần về index về vn30 về phái trinh ở trong tuần vừa qua à như vậy qua cái phân tích thì các anh chị cũng nắm được rằng là chúng ta không có quá nhiều các cái yếu tố vĩ mô ở trong thời điểm hiện tại để ủng hộ cho thị trường uh, chứng khoán việt nam Thứ hai nữa là chỉ số chứng khoán Dow Jones ở trong thời điểm hiện tại Không biết là Hùng không có bật Dow Jones thì không biết là bây giờ nó đang uh, uh, Nó đang giao dịch ở ở uh, góc độ là điểm số nó là bao nhiêu Nhưng mà chúng ta nhìn về Dow Jones một tí uh, Ăn uh, cơm Việt, ăn gọi là uống nước chè xanh và đi phân tích chỉ số chứng khoán Dow Jones ở Mỹ Nghe nó hơi buồn cười, đúng không anh chị? Nhưng mà chúng ta cứ nói uh, bởi vì chúng ta hiểu được đến đâu thì chúng ta nói đến đấy và đấy là những cái cái góc nhìn về mặt cá nhân. Đó, đúng không ạ? À, tôi có có quyền nhìn như vậy, còn nó đúng sai thì đấy là cái câu chuyện mà thị trường nó sẽ phản ánh đúng cái góc nhìn của tôi hay không. Thì sau một cái lực hồi á thì cái Dow Jones nó bây giờ nó đang ở cái mốc 31.000 này. Thì cái mốc này là mốc mốc nó rất là mong manh các anh chị, rất là mong manh. Trong trường hợp ví dụ như tối nay mà nó long lên được như thế này À, thì câu chuyện nó sẽ nó sẽ khác đi một tí tức là đấy là chúng ta sẽ kỳ vọng sang tuần tới có thể Dow Jones sẽ phục hồi nhưng mà ới giời ơi nó ới giời ơi nó táng như một cây như này nữa thì chắc chắn là gì chắc chắn là tuần tới nó sẽ đi về vùng 30 30.3 đấy là chắc chắn như vậy thì chúng ta sẽ uh, căn cứ cái cây nến kết phiên của ngày hôm nay của chỉ số Dow Jones để chúng ta có thêm cái sự phán đoán đó và uh, chúng ta nhìn thấy rằng là thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang hết sức là bất ổn Chính vậy nên là chứng khoán Việt của chúng ta cũng sẽ nằm ở trong cái nguồn quay đó và chúng ta sẽ à, phải chờ đợi thêm thời gian Đó, về quan điểm kỹ thuật là như vậy, sẽ chờ đợi thêm thời gian Và trên góc độ kỹ thuật nến ngày à, của chỉ số index, cũng sẽ phân tích cho các anh chị trước Và... À, VN index Rồi mới đi phân tích cái chỉ số... À, đánh không đúng ok à, thì chúng ta sẽ nhìn ở đây thứ nhất là cái sự chờ đợi đấy là chắc chắn bởi vì sao bởi vì chứng khoán Mỹ mà nó thủng cái vùng 31.000 thì báo cáo với các anh chị là index của chúng ta khả năng nóng thẳng thế này thôi chứ nó không bật được đâu bởi vì đây này nhịp sóng lên các anh chị nhìn thấy cái sự đồng pha giữa chỉ số VN index và chỉ số Dow Jones đúng không ạ index đã hồi và sau đó có nhịp chỉnh thì bây giờ Dow Jones nó cũng như vậy thôi đây đó và chúng ta ngắm lại này Ok các anh chị, nó có sự đồng pha mà, nó hồi này và nó chỉnh này. Đó thì bây giờ là nó đang ở cái ngưỡng 31.000 thì nó sẽ tương đương với khoảng uh, index của chúng ta đâu đó đang ở khoảng khoảng đó, uh, index của chúng ta đang cũng đang ở khoảng khoảng ở vùng 1228. đó uh, Thì cái câu chuyện là gì? Nó sẽ phụ thuộc vào uh, cái sự ổn định của chứng khoán Mỹ và uh, chứng khoán toàn cầu. Ok anh chị vậy thì ở đây á thì chúng ta sẽ nhìn như thế nào nếu mà chúng ta nhìn ở góc độ tích cực các anh chị nhá góc độ tích cực thì chúng ta có thể đây đang là một cái sóng một sóng một đấy các anh chị à, sóng 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 lớn một á thì nó đi được từ vùng một một năm mươi và nó lên được khoảng quanh vùng một nghìn ba trăm điểm tức là nó tăng được năm mươi điểm ok và trong cái sóng một này thì nó cũng hình như nó cũng đi đủ năm bước sóng ấy sóng một này sóng hai sóng ba sóng bốn sóng năm đó thì trong cái sóng 1 này nó cũng đi đủ năm bước sóng rồi Thì bây giờ nó bắt đầu nó vào cái sóng chỉnh 2 Sóng chỉnh 2 thì nó đi được sóng A, sóng B, sóng C Tức là cũng có thể gọi là ABC nó nằm ở đây Vậy thì nếu ở góc độ tích cực Đó ông đang nhìn ở góc độ tích cực Thì vùng 1 mươi điểm 1220 điểm à, Kỳ vọng thôi nhá Kỳ vọng thôi nhá Đấy là kỳ vọng thôi Sẽ không bị rơi Và và cái kỳ vọng gì? cái gì? Kỳ, kỳ kỳ vọng là khi mà chứng khoán Mỹ và những cái thị trường khác nó bắt ổn đó, thì kỳ vọng là Index nó đi kiểu này. Đó, và cái việc mà cái việc index mà đi được không 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 thủng vùng 120 nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng các anh chị. Đó đó, bởi vì đây nó sẽ là cái vùng Fibo nó tương đương với khoảng vùng 50, tức là chỉ số 38.2 đến vùng 50, đây sẽ là cái vùng hỗ trợ rất là 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 quan trọng để giúp cho thị trường có thể uh, hình thành một cái sóng tăng ba. Chứ còn nếu mà phá vỡ vùng 120 thì thôi hỏng luôn phá vỡ một vùng 20 thì chắc chắn là uh, chắc chắn là gì chắc chắn là nó sẽ đi thõng về dưới này rồi còn nếu nó giữ được ở đây thì cái, cái sóng ba cái chân sóng ba này nó mới bắt đầu nó mới xây dựng được và cái chân sóng ba này thường thường nó sẽ là sóng khỏe thì nó sẽ chạy ít nhất là bằng sóng một tức là nó sẽ chạy được khoảng tầm 50 điểm và uh, nếu mà nó chạy khỏe hơn á thì uh, thì nó gấp 1,5 lần tức là chúng ta cũng có thể kỳ vọng một bốn năm đối với chỉ số vn index đó là cái bản tích cực nhá đó là cái bản tích cực vậy thì cái câu chuyện tuần tới index ngày index tuần nó phải không phá ở vỡ vùng 120 Ok các anh chị, đấy là cái điểm đáng lưu tâm. quay trở lại cái chạc kỹ thuật M5, thì chúng ta sẽ nhìn đối với chỉ số index như này, nó cũng ngắn gọn thôi. Thì ở đây là vùng 128 1230, nó là hỗ trợ thì đương nhiên khi gặp hỗ trợ thì khả năng là index của chúng ta sẽ có một cái lực long ở đây. Và lực long này khỏe thì nó sẽ chạm về quanh vùng 1240, bạn 37 đến khoảng vùng 1240 đây. Đó, sau khi nó chạm về vùng này thì nó sẽ tiếp tục gì ạ nó sẽ tiếp tục test cung ở vùng 128 1230 trong trường hợp 128 1230 mà giữ được không thủng á, thì như vậy là à, sẽ có lực lo của bên này à, Tuy nhiên trong trường hợp 128 mà thủng á, thì như vậy thì chắc chắn là in đây của chúng ta sẽ gì ạ 120 chắc chắn là như vậy rồi không có gì phải bàn cái à, còn đối với chỉ số VN30 ở đây đúng không ạ VN30 thì chúng ta tiếp tục đánh giá cái xu hướng của nó ở quanh vùng 1250 1253 đây là ở cái vùng mà Hùng đã có phân tích rồi phân tích ở trong bản tin tuần rồi và đây nó đang có một cái lực hồi thì cái lực hồi này thì khả năng khỏe thì nó sẽ chạm kênh nếu mà khỏe thì nó sẽ lon lên được khỏi khoảng quanh vùng 1256 1260 thì muốn cho lên là 1260 đi đó rồi ok và lên đến cái vùng này thì khả năng nó sẽ có những cái nhịp đạp lại và nó sẽ kiểm tra lại cung cầu quanh 1250 trong trường hợp một thủng 1250 thì phải ngắm đến vùng 1240 đấy là uh, chắc chắn rồi và chỉ số phá sinh nó cũng hoàn toàn tương tự các anh chị đó trong nhịp này nếu như khỏe thì nó sẽ lo được khoảng lên khoảng quanh vùng 1250 đó yếu yếu thì sẽ lo lại quanh vùng 12445 và từ những cái vùng này á thì nó sẽ bắt đầu có những cái nhịp uh, test trả lại cung đó, như vậy thì cái câu chuyện là nó trả lại vùng một hai ba năm một hai bốn mươi đấy là câu chuyện rất bình thường đó câu chuyện rất bình thường và từ cái vùng này đó, từ cái vùng này thì chúng ta sẽ phân tích thêm cái khả năng là nó có giữ lại đồng hai ba không à, nhưng ngắm ngắm sơ sơ, sơ bộ á, là nó sẽ về khoảng quanh nếu như trong đường một hai ba năm ở thủng á, thì một hai à, sẽ ngắm 1225 hoặc là khoảng quanh vùng 1220 thì đấy là những cái dự báo sơ bộ về à, cái xu hướng của chỉ số VN30 mươi à, còn đối với index của chúng ta thì ok như vậy thôi nó sẽ hồi lên ở quanh 1240 và sau đó thì nó sẽ kiểm tra lại đây À, đối với chỉ số vn30, đó chúng ta phân tích rồi. Đối với chỉ số vải xinh thì chúng ta phân tích rồi. Như vậy là à, kịch bản phân tích tuần thì à, tạm thời sẽ là như vậy và căn cứ cái tín hiệu giao dịch của phiên giao dịch ngày thứ hai, phiên giao dịch của ngày thứ hai là phiên giao dịch bản lề. À, căn cứ cái cái tín hiệu của phiên giao dịch đó thì cũng sẽ có thêm phân tích đánh giá thêm về mặt xu hướng thị trường. Ok các anh chị nhá. À rồi và bản tin tuần này thì xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.